Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 2 tháng 4, xe đầu kéo mang biển số Lào di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh theo hướng Nam Bắc. Khi đến km 11 800 đoạn qua xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, đã va chạm với ô tô khách mang biển số 18B-02106 chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu hai phương tiện hư hỏng nặng, biến dạng. Hai tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng để cắt bỏ khung sắt ở cabin, đưa tài xế đi cấp cứu do bị thương quá nặng tài xế xe đầu kéo đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện một số hành khách trên xe khách cũng bị xây sát nhẹ vụ tai nạn khiến tuyến đường tránh bị ách tắc cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà tĩnh đã được huy động tới hiện trường để giải cứu người bị nạn cảnh sát giao thông có mặt kịp thời phân luồng giao thông và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc